Nếu các bạn đang tìm một chiếc xe thiết kế sang trọng, lịch lãm và trang bị công nghệ an toàn hàng đầu thì đây là một sự lựa chọn đáng cho các bạn cân nhắc nè. Trước mắt các bạn đây là chiếc Honda Civic bản Turbo 2018. Xe này màu đen ha, nhìn rất là lịch lãm các bạn, nhìn sang trọng lắm. Mà cái nước sơn nó rất là đẹp. Xe này hình như là để được phủ một lớp ceramic rồi đó. Nên cái nước sơn nó rất là bóng bẩy luôn. Đó, xe này chạy được 46.000 cây, mang biển số Bình Dương ha. Tất cả xe các tỉnh bên mình đều hỗ trợ rút gốc cho bạn hết. Vậy các bạn được bấm biển mới luôn ha. Civic là một chiếc xe thiết kế rất là đẹp các bạn. Nhìn nó trẻ trung, thanh lịch mà nó thể thao lắm ha. Đó, đèn hệ thống đèn full LED luôn. Đèn LED, đèn chiếu gần, chiếu xa gì cũng là đèn LED hết. Đèn xi nhan cũng là LED luôn. Đèn định vị ban ngày cũng là LED luôn. Đó. Đèn này là đèn auto tự động bật tắt và có thể mở được góc chiếu luôn các bạn. Mở rộng góc chiếu luôn ha. Cái dàn đèn thì mặt ca lăng nè. Giải mã chrome vuốt từ mí đèn trên này qua tới mí đèn bên kia luôn. Nhìn cái đầu xe nó rất là sáng ha. Giải mã chrome nè, nhìn nó sáng cái đầu xe đó các bạn. Màu đen mà nó có cái, những cái điểm nhấn đó, nhìn cái xe nó đẹp lắm. Ok, mình đi một vòng tổng thể bạn xem ha. Đó, mâm đúc hợp kim nhôm, phay hai màu 17 inch. Đó, phía dưới thì có nguyên một giải mã chrome ốp vô cái lường, nhìn cái xe nó sáng lắm các bạn. Đó, mình đi một vòng tổng thể bạn xem. Màu đen thì các bạn đi phải rất là dữ thì cái xe nó mới đẹp được. Đó, cái xe này đi nhìn cái nước sơn nó rất là long lanh luôn á. Mình đi lúc nào nó cũng sạch sẽ thì nhìn cái xe nó đẹp luôn. Đó. Xe này bên mình đã spa sạch sẽ rồi, các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Đó. Đây nè. VTEC Turbo ha. VTEC Turbo là cái máy của xe này. Đó, phía sau là có cam gia hết nè. Cam gia này ba góc quay luôn, tí mình sẽ cho các bạn xem. Đó, sạch sẽ nội thất sạch bon à. Đây, đồ nghề đấy bạn. Bánh xe cua chưa lăn luôn ha. Đây. Đó. Bánh xe cua chưa lăn luôn. Đó. Đồ nghề thì chưa sao một lần luôn nè. Đó, mới tinh nè. Ở trong này mới keng các bạn. Thấy chưa? Đó. Ở trong này mới keng à. Sạch bon. Đó. Nội thất thì đó. Xe chất lượng xe thì bên mình có cam kết tuyệt đối cho bạn hết ha. Nên về mặt chất lượng thì bạn yên tâm. Đó, phía sau là cái đèn nhìn rất là cách điệu luôn ha. Đèn hình chữ C. Chữ C là Civic đấy các bạn. Đó. Nhìn từ góc này là nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó. Cái mâm nè, cái mâm nhìn nó thể thao lắm. Cái mâm này mâm đúc hợp kim nhôm phay hai màu. Đó, màu trắng và màu đen. Nhìn nó tinh tế lắm các bạn. Nhìn nó uyển chuyển mà nó mạnh mẽ lắm. Phía sau là phanh đĩa luôn ha. Phía trước cũng là phanh đĩa. Nên phía trước có phanh thông gió luôn. Phanh thì xe trang bị hệ thống phanh ABS nè, có phân bố lực phanh điện tử nè, có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn. Đó. Xe có những cái ốp này nhìn nó rất là sáng cái xe ha. Đó, có cái ốp lường nữa nè, nhìn nó sáng cái xe đó các bạn. Cái nước sơn hầu như là soi được luôn á, rất là đẹp. Xe này tiết kiệm cực kỳ luôn các bạn, chạy ngoài đô thị á nó chỉ có 4.4 lít thôi, chạy kết hợp chỉ có 5.6 lít à. Và chạy trong đô thị chỉ có 7.7 lít à. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Mỗi xe của Honda làm phải nói là rất là đỉnh luôn á. Dàn kính thì kính zin hết, kính theo xe hết. Đó, xe dán phim cách nhiệt rồi, có vẻ che mưa đầy đủ hết rồi. Những cái này, những cái chi tiết này ốp mạ chrome đó các bạn, nhìn nó sáng lắm. Đó, những cái này là da ha. Da màu đen đi chỉ màu đỏ. Bệ bước thì cũng có đèn luôn nè. Thấy chưa? Đó, nội thất da màu đen. Cái da của Honda nó mịn lắm các bạn. Đó, nó mịn mà nó mềm lắm. Rờ rất là êm. Xe này đăng kiểm xe 5 chỗ ha. Ba cái tự động phía sau. Civic thì ngồi thì khỏi bàn về cái độ rộng rãi rồi. Rộng. Rất rộng luôn á. Có cửa gió hàng ghế sau. Đó. Ở phong cách thiết kế của Civic đó là phong cách MM các bạn. Là MM là maximum cái khoang hành khách ở trong và minimum cái khoang động cơ. Đó. Cái khoang động cơ bởi vì của Civic là mình mở ra mình thấy rất là nhỏ luôn, làm rất là tối ưu và làm rộng nhất có thể cái khoang hành khách ở trong. Đó, mở cửa thông minh nè, cái tay mở cửa sáng lóa. Đây, gương gập chỉnh điện ha, hai kính trước là hai kính auto. Đó, xe này trang bị hệ thống tới 8 loa luôn bạn, nghe nhạc rất là đã. Bệ bước là nó có đèn hết luôn ha, không biết các bạn thấy không, đèn màu xanh, cái này đèn màu xanh. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Đó, ghế có túi khí rồi luôn. Dàn ghế còn đẹp ha. Xe có trang bị cân bằng điện tử luôn nha các bạn. Đó,
ở đây là nhôm xước nè. Nhôm xước nhìn nó sang lắm. Đây, cái đồng hồ của Civic nhìn nó rất là sang trọng. Đó, đồng hồ Daito. Đó, đẹp ha, nhìn nó thể thao lắm các bạn. Nó trẻ trung. Đây có Pro Control, lại số vô lăng, điện thoại đánh tay rồi đầy đủ hết. Có đèn. Có lại số vô lăng mình đi mình cảm giác nó thể thao lắm các bạn, mạnh mẽ lắm. Đó. Điều hòa này. Đó. Đây khởi động bằng nút nhấn luôn ha. Chìa khóa thì đây. Chìa khóa thì mở và lóc và mở cốp. Đây cho các bạn xem cam gia nè. Cam gia nó có 3 góc quay luôn nha các bạn. Đó, 3 góc quay. Đó, góc quay sát xuống đít. Góc quay toàn cảnh và góc quay bình thường. Đó. Cho mình tiện ha. Đây có phanh tay điện tử luôn. Đó, có auto hold và có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, cần số nó cũng còn khá đẹp. Chung xe này nó vào nó có mùi thơm lắm mày. Thơm phức à. Nói chung người ta giữ kỹ. Xe này để giữ kỹ lắm. Đó. Ồ, ở đây nó có nhôm xước nhìn sang quá ta. Đẹp lắm. Cái nhôm này nhìn đẹp lắm. Đó. À xe này cái điều đặc biệt là nó có thêm cái hệ thống đánh lái chủ động các bạn. Đánh lái chủ động, nếu như mình vào cua mà mình đánh lái nó thiếu á thì xe nó hỗ trợ đánh lái thêm cho mình. Nó cảm giác nó sẽ an toàn hơn ha. Cho anh chị nào yếu, tay lái còn yếu thì đi xe này rất là hợp lý nè. Đó, Civic thì thiết kế là quá đẹp rồi. Nhìn nó rất là bảnh bao. Mà màu đen nữa chứ, màu đen nhìn nó thanh lịch lắm các bạn. Nó ngầu lắm. Chiếc xe này chỉ cần độ nhẹ một phát thôi là rất là đẹp luôn á. Đó, các bạn thấy nước sơn đẹp quá ha. Nước sơn gần như là có thể soi được luôn á. Rồi ok, mở khoang máy bạn xem nha. Đây mấy xe nè các bạn. Đó, mấy xe nổ êm ru à. Các bạn thấy khoang máy làm rất là dày đặc luôn ha. Nhưng mà cái khoảng cách nè, nó nhỏ xíu à. Nên cái khoang hành khách ở trong nó rất là rộng. Đó, đó là ngôn ngữ thiết kế của Civic ha. Rất là tối ưu. Đó, máy móc là nguyên bản hết nha các bạn. Bên mình đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi, các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Máy móc thì cam kết cho bạn về động cơ hộp số chưa từng đại tu, không đâm đụng thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Đó, cam kết bằng văn bản rõ ràng hết ha. Nên về mặt chất lượng thì bạn yên tâm. Bán ra bao quay đầu cho bạn thoải mái, các bạn đi trải nghiệm chán sau này đổi xe khác lên đời cứ alo cho Trương, sẽ hỗ trợ thu lại giá rất là tốt cho bạn luôn. Đó. Xe này thì bên mình có cam kết rõ ràng hết nha, nên các bạn yên tâm. Xe này đi máy 1.5 turbo, đi kèm hộp số CVT cho ra công suất 170 mã, rất là nhẹ nhàng và mượt mà luôn các bạn. Đó, siêu tiết kiệm luôn. Các bạn thấy thông số xăng bữa nãy đó, tiết kiệm rất ấn tượng luôn ha. Ngoài đô thị chỉ có 4 lít mấy thôi. Rất là khó cái xe nào mà có cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy mà có công suất như vậy. Đó. Rồi xe này bên mình đang chào bán với mức giá là 728 triệu ha. 728 triệu Civic Turbo 2018. Các bạn nào quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Đó, có số nào cũng được, các bạn nào kết số nào cứ alo Trương ha. Mình có hỗ trợ ngân hàng cho các bạn luôn. Ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn 70% giá trị định giá của xe. Nếu như các bạn nào còn hạn chế về mặt tài chính thì mình sẽ hỗ trợ cho bạn mua cho nó nhẹ nhàng ha. Đâu đó khoảng 200 mấy 300 thì có thể nhận xe rồi. Mua rất thoải mái. Rồi ok, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe mới nhất nha. Mình có thu mua xe luôn, các bạn nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình. Sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần thôi, nhanh gọn tốc độ ha. Mùa dịch tới rồi. Đây là cơ hội cho mình bảo vệ bản thân của mình và gia đình. Các bạn hãy trân trọng ha. Ok. Rồi, các bạn nhớ thực hiện chính sách 5K của chính phủ nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.